Nào, bây giờ đến dấu chấm thứ tư. Muốn nói được chính mình, mày phải hiểu mày. Muốn nói được chính mày, là gì à? Mày phải biết tôn trọng hệ giá trị người khác. Trên nền tảng mình hiểu hệ giá trị của mình khác họ chỗ này. Nếu bạn tìm thấy tôi một cái gì sai trong lớp học này, bạn đã khiển rồi. Mà nhờ tôi tôn trọng những nguyên tắc này, cho nên tôi đứng bục một cách rất là chính chắn. Cái gì ạ? Vì tôi tôn trọng các bạn. Lần này các bạn đòi người ta mà các bạn có phải là đúng đấy các bạn đòi. Đúng là theo góc nhìn của bạn thôi. Chứ góc nhìn người ta không thấy đúng. Thì hãy tôn trọng người ta. Các bạn ạ. À? Thế là con vợ kiểu thằng chồng à, đang tự nhiên ăn cơm thấy cuộc thi hoa hậu. Hoa hậu đoạn này đẹp ghê à. Con vợ nó chỉa vào mặt. Mắt ông mù à. Trông như con đuổi ươi mà đẹp. Chỉ vì một chuyện đấy thôi là hai đứa cãi nhau đổ bộ. Cái gì à? Vì với răng kính của mày thì mày thấy đẹp, nhưng răng kính con vợ mày nó thấy không đẹp. Cái gì à? Nhân cái chuyện đấy dạy cho nó vài hệ giá trị đấy. Anh tôn trọng em, nhưng em nên tôn trọng anh thấy đẹp, em không thấy đẹp, hồi chung, đúng không? Vì con đàn bà không bao giờ thừa nhận con đàn bà khác đẹp, chỉ có tao là đẹp nhất thôi. Ngoài ekip, đúng không? Thì đấy là từ cái bài này à, dấu chấm số 4 mà các anh chị phải làm. Đó là mục tiêu cuối cùng. Mày chỉ nói được mày nếu mày ấn định được cái này. Mục tiêu cuối cùng của đời mình là gì? Của chính mình ấy, chứ không phải của công nhân đâu. Vì mình là chủ điều khiển cái hệ thống này. Rốt cuộc cuối cùng mày muốn gì? Tôi khẳng định những người trong hội trường này không trả lời được. Thì các bạn làm sao nói được mình? Cái mà bố mày cần, mà cái đang xảy ra chả liên quan đến cái bố mày cần, thì dẹp đi. Thế là bố nói được bố mày rồi. Nhưng đụng vào đúng cái bố mày cần, chết bố mày cũng múc mày. Đó là bố mày nói được mày rồi. Nói được bố mày rồi. Cuối cùng đời các bạn chỉ có thể một trong bốn yếu tố sau đây, hoặc hai trong bốn yếu tố sau đây, hoặc ba trong bốn yếu tố sau đây, hoặc cả bốn yếu tố. Không thể có năm được. Bạn chốt thật chặt, sau đó bạn hãy hành động để đạt lên nó. Thì bạn là con người. Nếu bạn không rõ ràng trong mục tiêu, bạn không nói được bạn, và bạn biến thành hành vi của một kẻ, của con vật. Cho nên là các anh chị thấy bài đầu nó nhấn lại cho đấy. Muốn khống chế được hành, được tổ chức, thì linh hồn của mọi thằng phải khống chế được mình. Mà khống chế được mình thì dấu chấm số 4, mày phải biết mục tiêu mày là gì. Một, sức khỏe. Có sức khỏe là có thật. Nếu bạn chỉ có một sức khỏe này thôi, thì bạn sẽ chiều chuộng bản thân, ăn thật nhiều, ngủ thật đã, để biến mình thành con lợn. Bạn nhìn thằng đầu bàn mà xem. Nhưng mà không, ngoài sức khỏe thì mục tiêu của đời em, vứt lợi nhuận đi, gia đình phải hạnh phúc. Nó nằm ở đây. Thằng thứ ba hỏi khả, đã là được dựa phải chơi giang hồ. Vợ con sức khỏe là kiểu này. Bạn bè là số 1. Nó nằm đây. Còn mấy thằng vứt sức khỏe, vứt cả vợ, mang cả vợ hiến cho quan trên cũng chơi, để làm mục tiêu thứ tư, đó là sự nghiệp. Chỉ mục tiêu lên chức, tôi không phản đối, tùy hệ quy chiếu. Nhưng bạn phải chọn. Và sau khi chọn xong thì bạn hãy làm theo cái đó. Thì cuối cùng bạn mới nói bạn được chứ. Sức khỏe có hai phần. Một là não, và hai là cơ bắp. Nếu mày chọn sức khỏe theo khái niệm cơ bắp thì mày đi học võ. Đó là anh Chính và thằng ngồi đầu bàn. Nếu bạn quan niệm sức khỏe là não thì mày chọn theo cách của thằng Dương,
người coi gì? Lê Thẩm Dương, người Tần Dương, nhưng não to tứ. Thế thôi. Bạn bè thì nó có ba thằng. Một, bạn bè là chính mình. Đây là thằng bạn vĩ đại nhất. Cà phê một mình. Mày phải biến mày thành bạn của chính mày. Thứ nhì là thằng tri kỷ. Khó hơn kiếm vợ nhiều. Giấc ma cả đời cuối cùng kiếm được 4 thằng. Và tiếp theo là bạn nhậu. Là một nhóm bạn các bạn ạ. Về gia đình thì nó có gia đình nhỏ và gia đình lớn, tức là đại gia đình. Gia đình nhỏ mày hạnh phúc, giàu có, mà gia đình thằng anh ruột nghèo đói và bất hạnh, nghe chừng các bạn cũng hơi chạnh lòng nhé. Thì hiểu những cái nội hàm ấy chưa. Còn sự nghiệp, một là hoài bão. Bố mày phải có tiền, em phải có nhiều, đảng cho phép. Thứ hai là sứ mạng. Sứ mạng được hiểu là làm cho người khác. Sứ mạng là làm cho người khác. Còn hoài bão là làm cho chính mình. Vậy mục tiêu cuối cùng của đời mày là mày muốn tiền, tao bán đứng thằng bạn tao cũng chơi, tùy bạn. Hay là mày làm từ thiện, cả đời bố mày lập doanh nghiệp, nhưng mà không phải doanh nghiệp thương mại, mà là doanh nghiệp xã hội, tuyệt đối không lấy lãi. Và trong quá trình kinh doanh thì nó có lãi, nó lấy lãi để nó làm các hoạt động xã hội. Mục tiêu của tao vứt cái chức vụ với tiền bạc này, một túp liều tranh hai trái tim vàng. Tao lấy bình yên làm đầu, trái cấm bạc thì đấy là gia đình. Không không, tao là học thuyết Khổng Tử, học thuyết Thủy Hữu. Ta đời là đi lang thang, đàn ông phải ra khỏi nhà, đấy mới là được dựa tính bạc. Còn đa số là mục tiêu em là sức khỏe. Có sức khỏe là có tất. Tôi khẳng định với các bạn có sức khỏe, các bạn không có tất. Các bạn à, mày có sức khỏe thì mày ngủ từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, 6 giờ sáng. Xong mày dậy, mày ăn xong, mày ngủ tiếp từ 9 giờ đến 5 giờ chiều. Xong mày dậy, mày ăn tiếp. Thế gì à? Thì mày thành con lợn đấy, đạt cái gì? Mấy thằng tàu lao. Nhưng mà kinh nghiệm nó cho thấy sức khỏe nó là yếu tố gốc, chứ không phải duy nhất mà có. Còn cái yếu tố này, bây giờ nó là yếu tố ngọn. Mày có cả gốc cả ngọn thì tốt. Nếu đời mày xuống quan tài, mày đặt mục tiêu rất tham vọng cả bốn cái này, thì mày xuống quan tài thì các anh chị thấy là vuốt mắt cái mắt xuống luôn, vuốt mắt xuống các bạn ạ. Còn đời mày không đạt đấy, mẹ vuốt nó cứ bật ngược đấy, bật ngược đấy. Vậy thì mục đích cuối cùng bạn chọn cả bốn. Nếu thằng nào đạt cả bốn thì khái niệm hạnh phúc ra đời. Không một thằng nào hiểu chữ sức khỏe. Bây giờ đến lượt không thằng này hiểu chữ hạnh phúc là gì. Hạnh phúc là cái bố mày muốn, là mục đích cuối cùng. Vậy thì có người hạnh phúc nhỏ nhoi lắm, em chỉ cần đủ ăn thôi, còn lấy sức khỏe làm đầu, nếu cậu đạt là cậu hạnh phúc lắm. Nhưng nếu một người mà muốn đúc được tượng như Bác Hồ thì phải đạt cả bốn. Vậy tôi có một thằng bạn sức khỏe tốt, sự nghiệp tốt, gia đình tốt, nhưng cậu với bạn bè kém quá. Thì Tết tôi sẽ chúc mày quan tâm anh em tí nha. Năm mới chúc anh em quan tâm. Nếu tôi chúc bạn quan tâm anh em tí thì tôi muốn nhắn đủ đến thằng bạn là cái biến này của mày có vấn đề. Mày không hạnh phúc được đâu nếu mày thiếu cái này. Bây giờ thằng bạn tôi sức khỏe tốt, bạn bè tốt, gia đình tốt, nhưng mà sự nghiệp không có. Đói chết mẹ. Thì Tết tôi chúc. Thôi ông ơi, ông quên cái cao thượng ông đi, ông xả cái mặt đất đi nhé, để vợ con khổ tôi không đồng ý đâu.
thì tôi chúc nó sự nghiệp. Bây giờ thằng này có cái này, cái này, cái này thì tôi sẽ chúc. Thôi ông ơi, chúc ông gia đình nó êm ấm tí nha, à, bạn bè với nhau. Cái chúc của tôi nó đầy ẩn ý ở trong. Còn bây giờ tôi gặp thằng bạn giống như cái thằng mập ở trên bàn đầu, tôi nhìn tôi thấy cả bốn cái chả được gì. Sức khỏe thì như lợn, béo là yếu, gia đình thì chưa có, sự nghiệp chưa có, bạn bè toàn bè không có bạn. Thì tôi sẽ chúc nó, chúc mày năm mới hạnh phúc. Khi tôi chúc hạnh phúc có nghĩa là tôi chửi ở mặt nó, mày chưa có cái gì. Thế mà tôi chúc hạnh phúc thằng mẹ nó, cảm ơn thầy quá, cảm ơn. Đấy cái ngu xuẩn của lũ không học gì đấy, mày có hiểu không? Đứa này chúc hạnh phúc. Như vậy ở đây thằng Nguyên nó có một nửa hạnh phúc, cứ mỗi đầu vấn đề thì nó thiếu mất một nửa. Và đời nó còn trẻ, tôi tin là nó sẽ làm được. Nhưng không ý thức được thì đời mày mạt. Hãy giao trọng trách quản trị mô hình cho thằng nào có mục đích rất rõ ràng các bạn ạ. Và cuối đời mày đạt cả bốn thì chắc chắn mày được đúc tượng các bạn ạ. Các chị có hiểu không ạ? Tôi chả biết tôi đạt mục tiêu gì, nhưng tôi chỉ biết rằng á, không phải tôi mà kẻ đúc tượng giỏi nhất Việt Nam chuyên đúc cho Bộ Chính trị đúc tượng tôi. Đau thì không đẹp làm sao là số 1 Việt Nam được. Đó. Tôi có yêu cầu người ta đâu, người ta tự đúc mà. Cho nên là các bạn à, bạn có hai mục đích cũng được. Người nông dân người ta ước mơ nhỏ nhoi lắm, hãy tôn trọng họ. Mục đích là cái mày đạt, cái mày muốn chấm hết, chứ đừng có áp đặt người ta. Có người người ta chả cần tiền đâu, người ta cần thật đấy, người ta không cần thật đấy, người ta cần yên bình thôi. Có người người ta chỉ cần là bạn bè ấm áp là được rồi. Nhưng bạn cần cả bốn. Thì mọi hành vi của cái thằng khống chế mô hình ấy thì nó chỉ tập trung vào bốn cái mặt này thôi. Còn cái gì mà ngoài cái này vứt là đéo làm. Đó là thằng biết hành động. Còn các bạn rơi vào thế bao đồng, cái gì cũng làm, thấy xã hội nó làm cũng làm, thích lên chức cũng lên, dạ bằng. Đấy là cái thằng mới có thể quản trị được hệ thống các bạn ạ. Trường Doanh Nhân PR.